test thử để lên thanh cứng rồi, mình không có thời gian quay cho mấy bạn coi. Hôm nay mình quay cho mấy bạn coi để mấy bạn biết cách để lên thanh cứng rồi. Nếu mà mấy bạn thấy hay thì nhớ like, đăng ký, chia sẻ, ủng hộ cho mình nha mấy bạn. Tiên mấy bạn YouTube, không phải là lúc nào mình cũng được lên thanh cứng nha. Cho dù bạn bình luận biết bao nhiêu cũng không có lên đâu. Không phải làm như vậy mà mới lên. Đó, mấy bạn tìm kiếm cái thanh thay nào mà bạn muốn lên thanh cứng á. Nhưng mà mấy bạn phải tích cực comment nha. Đó, mấy bạn vô theo dõi. Xong bắt đầu mặc định. Bạn chỉnh qua là xem đầu. Đó. Nhưng mà mày muốn chơi vậy á, mày muốn rồi xong rồi mấy bạn vô mấy bạn cứ bình luận đi. Thấy cái gì cái fanpage nó đăng á thì vô bình luận. Hậu quá. Rồi á mày móc cái mồi vô. Nước đó không trong đầm nó không chạy, móc cái mồi vô mình giúp cho mồi đó. Thấy không? Mấy bạn bình luận chừng một tầng lái à. Rồi mấy bạn sẽ lên được fan cứng. Cứ vô like. Bình luận là một tuần lễ sau mấy bạn sẽ được phong huy hiệu fan cứng. Nếu mình đã lên fan cứng rồi nó mình thấy với mấy bạn tâm khủng khiếp luôn á. Lúc mà mấy bạn được lên fan cứng thì nó sẽ hiển thị cho mấy bạn đó phần bên này được cũng mấy ngày rồi. Đi theo thủ theo cục xà bông thơm rửa xong rồi để nắng khô để mới từ từ nó bớt, chứ còn nếu mà không là không hết rồi. Không, giờ đi làm bận quá là mất rồi. Thì giống như máu người mày thấy một tuần lễ mày đi ngang đi vô có máu người vẫn có máu.